Cà pháo thường được dùng trị đau cả vùng thắt lưng, té ngã tổn thương, đau dạ dày, đau răng, bế kinh hay ho mãn tính. Dùng 10-15g rễ dạng thuốc sắc. 100g cà pháo cung cấp 1,5g protein, có đủ các axit amin cần thiết cho cơ thể. 12mg canxi, 0,7mg sắt, 18mg magie, 16mg phospho, 22,1mg kali, 0,3mg kẽm. Ngoài ra, nó còn chứa cả đồng và selen là các vi khoáng quý. Nhiều loại vitamin như tiền vitamin A, vitamin C, vitamin B1, B2, PP cũng có trong cà pháo. Riêng phần hạt cà đúng là có nhiều sợi lồng nhỏ nên có thể là nguyên nhân gây ho. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào công bố về tác hại này. Lượng cytosterol không đáng lưu tâm nhưng lại có solanin độc. Quả cà chưa chín có nhiều solanin hơn quả cà chín, vì vậy nên hạn chế ăn cà sống. Cà pháo muối được ưa chuộng hơn món cà sống vì muối chua sẽ làm giảm độc tính. Nhiều người cho rằng cà ăn nhiều sẽ gây ra thấp nhiệt, vì thế người nào có gốc trường vị bị thấp nhiệt không dám ăn cà nhiều. Tuy nhiên, ăn cà gây ra thấp nhiệt có thể là do những món ăn gia vị như ớt hoặc củ hành. Những món gia vị này, bất luận nấu với cà hoặc là nấu với những loại thịt khác, nếu dùng quá nhiều đều có thể gây ra thấp nhiệt. Theo bài viết trên báo Sức Khỏe và Đời Sống, có tham vấn từ Lương Y Hoàng Duy Tân, Chủ tịch Hội Đông Y, tỉnh Đồng Nai, một số bài thuốc dân gian từ cà pháo bao gồm: thứ nhất, trị đại tiện ra máu, tiểu ra máu hoặc chứng thổ huyết. Lấy cà pháo phơi khô, đem nướng cháy, nghiền thành bột để uống, có hiệu quả khá tốt. Trị đại tiểu tiện gây chảy máu, cà pháo già sao vàng, tán mịn, mỗi lần dùng 8g hòa với nước và giấm loãng để uống, ngày 3 lần. Hoặc dùng rễ và cây cà khô 40g để sắc uống. Thứ hai là trị tỳ vị suy yếu, ăn uống kém. Quả cà tươi 250g, nấu lên ăn cùng với một số thực phẩm khác theo thói quen như thịt heo, rau tía tô, hành tỏi hay ngò tàu liên tục trong mấy ngày, có công năng kiện tỳ hòa vị, thích hợp chữa các chứng bệnh vận hóa của tỳ vị kém như ăn uống khó tiêu hay đại tiện phân sống. Thứ ba là trị khó tiểu. Nước hãm lá tươi cà dại hoa trắng phối hợp với cành lá của cây đờn buốt. Thứ tư là trị viêm lợi. Quả cà muối lâu năm, đốt tồn tính, sát than này vào răng hoặc lợi. Thứ năm là trị đau răng, răng lung lay hoặc là nha chu viêm. Lấy núm cà pháo 1kg, ngâm 1 lít nước muối, 100g muối cho 1 lít nước, ngâm một đêm. Sáng ra vớt để khô, sao cho khô, tán thành bột, dùng để sát vào răng. Đây là kinh nghiệm của Osawa, người truyền bá phong trào thực dưỡng rộng rãi trên thế giới, dựa trên nguyên lý điều chỉnh âm dương. Trong đó, núm cà là âm, muối là dương, ngâm nước là âm, sao khô là dương. Làm thành bột có cả âm và dương. Trên lâm sàng, bài thuốc có kết quả khá tốt. Thứ 6 là trị mụn nhọt, đau đớn khó chịu. Cụ thể, chọn những trái cà pháo tươi, giã nát chúng rồi trộn với một ít đường. Sau đó đắp lên những chỗ bị đau hoặc sưng, giúp chống viêm, giúp làm giảm sưng tấy và giảm đau nhức. Thứ 7, trị sâu bọ, kiến cắn mà làm độc. Trái cà pháo tươi giã nát, đắp vào, có thể chống sưng và không làm mủ. Thứ 8, trị đình nhọt và viêm mủ da, giã lá tươi và đắp vào chỗ đau. Thứ 9, trị ong vò vẽ đốt, nứt nẻ ở bàn chân, kẽ chân. Quả giã nát với lá lốt, lấy nước bôi. Thứ 10 là trị nhọt lở loét, tai quả cà nấu uống rất tốt. Ngoài ra còn trị chân tay giá lạnh, dùng rễ và cây cà khô nấu nước ngâm rửa. Tuy nhiên khi sử dụng cà pháo cũng cần lưu ý một số vấn đề sau. Theo Đông y, cà pháo có tính hàn, thậm chí rất hàn. Vì vậy kiêng dùng đối với người hư hàn, thận trọng khi phối hợp với các thức ăn hàn, nên ăn kèm các gia vị có tính ôn như tỏi, ớt hoặc sả. Người mới bị đau dậy, suy nhược không nên ăn cà, cà không nên ăn sống. Cà pháo tính hàn, hơi độc, ăn nhiều có thể bị đau bụng và sinh cố tật. Người bị bệnh tăng nhãn áp không nên dùng.
Cây cà gai hoa tím có hình dáng tương tự như cây cà gai hoa trắng, chỉ khác là hoa màu tím. Quả màu vàng đổi sang màu đỏ khi chín. Quả này không ăn. Đã có khá nhiều trường hợp ngộ độc do nhầm lẫn với loại trên.